ngắm bọ cạp vàng bung nở trên đường qua khu công nghiệp tại Bình Dương. Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2019, tại Bình Dương, hoa cá bọ cạp vàng hay còn lại là hoa hoàng yến, hoa lồng đèn bung nở trên các con đường xung quanh các khu công nghiệp tại Bình Dương. Loài hoa vàng được trồng hai bên đường Điện Biên Phủ đi qua các khu công nghiệp như Đại Đăng, Kim Huy thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Những ngày này, bọ cạp vàng bung nở rục rũ dài xuống theo khóm hai bên đường. Nét đẹp dịu dàng của bọ cạp vàng được nhiều công nhân yêu thích. Dưới tán hoa bọ cạp vàng, chú bảo vệ châm điếu thuốc hút, những anh chị công nhân ngồi nghỉ ngơi ngắm hoa sau ngày làm việc. Những người dân đặt gánh nặng hàng rong bán cho những công nhân mỗi khi chiều về.